Rồi, chuyên xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Hiện chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng xe máy Duy Đạt. Thì địa chỉ là 21 Nguyễn Ái Quốc, khu 2 Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai nha. Thì anh chị em mình có nhu cầu thì cứ liên hệ nhé, 0932325278. Còn trong video báo giá ngày hôm nay thì em lên sóng một con Wayne Pha ha. Con này là tem xương cá anh em này. Con này máy zin anh em ạ, máy zin ha. Ngoại hình nói chung là cũng được, ổn áp. Thì con này em báo giá anh chị em mình tham khảo luôn là con này 11 năm ha, 11 năm mà xe zin anh em nhé. Mẫu này nói chung là cũng rất là đẹp. Anh em coi chi tiết nhé, giá cả thì em báo rồi, anh em coi chi tiết giúp em nhé. Con này thì đời 206 anh em ha, nói chung là đời 206, sườn xám nha anh em, sườn xám nhưng mà sườn đen đâu anh, sườn xám. Thì anh chị em mà có nhu cầu thì liên hệ nhá. Biển số là 4 số này, sang tên rút gốc được nha, sang tên rút gốc được. Thì bên cửa hàng xe máy Duy Đạt thì cũng có trả góp và ship xe đầy đủ, anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ thôi. Màu đỏ, mộc, zin hết nhá. Con này thì mộc zin đẹp lắm anh em. 11 năm thì anh em lấy con xe đi cày được anh em ạ. Căm đùm niềng thì nó vẫn theo xe này, căm đùm niềng thì zin theo xe ha. Nó ngả đều hết anh em ạ. Ngả đều hết nhá. Đùm đồ là gấp đồ là ốc phán thì nói chung là nhìn con xe nó vẫn còn nét anh em. 11 năm. Anh em nào mà kết thì liên hệ nha. Anh em nào kết thì liên hệ. Cọc đen ha. 11 năm xe rin ha. Giá trị nó còn ok lắm mọi người ạ. Ốc tán đồ máy móc tất cả các thứ thì nó còn được lắm anh em. 11 năm con này quá rẻ anh em. Căm đùm niềng thì Goshi, căm mỏng thì trước sau đồ là zin theo xe hết. Áo sống đồ cũng đẹp anh em. Áo sống thì vẫn theo xe thôi. Áo sống thì vẫn theo xe anh em nhé. Đợt cái mấy dàn này xe này đời đầu nên là cái chất lượng xe của nó vẫn còn tốt anh em. Trước thì có chảy xước xíu anh em này. Con này là không xi dặm luôn mọi người, không xi dặm gì hết. Mộc. Đó. Máy 100 tiết kiệm nhiên liệu anh em. Mấy dòng này thuộc nồi đồng cối đá này. Anh em nào mà đang có nhu cầu mà chạy Grab hay là chở hàng hay là giao hàng gì đó, anh em giao đồ ăn đồ đó, thì anh em lựa chọn con này nha. Đấy, vốn bỏ ra nó ít anh em ạ. 11.500.000. Trả góp ship xe đầy đủ, ốc tán đồ tất cả các thứ này. Không xi dặm luôn, nó mộc nó zin nó theo xe anh em ạ, nhìn cái xe liền lắm. Nhìn con xe liền lạc chắc chắn lắm anh em. Giá quá mềm. Đó, tầm giá 11 năm thì thực sự là quá quá mềm rồi anh em. Con này thì bình yếu anh em ha, bình yếu. Nói chung là điện đèn đầy đủ hết mọi người ạ. Bình yếu nha. Rất là êm anh em luôn, mà giá thì chỉ có 11.500.000 thì nói chung là quá rẻ anh em ạ. Xe còn nguyên hết anh em. Con này là zin mộc hết á, nhìn cái ngoại hình nó cũ nhưng mà nó mộc nha anh em, nên là cái xe nhìn nó còn cứng, còn đẹp. Thì nó liền nó chắc chắn. Để mở cái yên lên cho anh em coi cái phần khí dưới nha.
zin mộc ha, sườn xám anh em, hàng đời đầu. Bình xăng cũng đẹp nha mọi người, bình xăng cũng đẹp, bình thì hơi yếu anh em, bình có bình đầy đủ nhưng mà nó hơi yếu à, để khó để. Anh em tham khảo nha, anh em nào mà thấy cảm thấy ok được, hợp lý rồi con xe này thì liên hệ nhé mọi người. Anh em thấy hợp lý rồi con xe này thì liên hệ giúp em ha, 0932325278, làm việc trực tiếp đến xe máy Di Đạt nhé mọi người. Áo sống tem bọng là cũng ok hết anh em ạ. Con này chất xe mộc mà, máy êm ái nhẹ nhàng ha, bình xăng bình đồ theo xe hết, tất tật 11 năm, giá quá đẹp luôn anh em, giá quá hời luôn. Anh em mua mấy con này rồi chạy đồ này kia rồi nó hợp lý nha, bỏ ra vốn ít rồi. Vậy nha anh em kết thúc video và cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm nha, hẹn anh em trong video báo giá tiếp theo nha.